bàn tay hôm nay có gì hay? Hôm nay thầy rất vui khi được giúp đỡ một bàn tay để kể về câu chuyện của hai vợ chồng cùng sinh năm 1991 lấy nhau. Đều là gái tên Mùi, trai tên Mùi, mệnh thổ. Hai người lấy nhau đã hết khoảng cách 100 ngày khổng long, tức là vợ sinh tháng 7, chồng sinh tháng 12. Vợ dẫn đường chồng, nghĩa là về mặt âm dương ngũ hành, vợ là chị, chồng là em. Về mặt pháp luật, chồng là chồng, là ân, vợ là em. Vợ thì học hết cao đẳng rồi đi làm phó trưởng phòng nhân sự cho một công ty nước ngoài. Chồng thì công an, là trung cấp an ninh, phó trưởng công an xã của một thành phố. Hai vợ chồng sinh được hai người con gái. Người con gái đầu năm 2017, người con gái thứ hai 2019. Hai vợ chồng thì cũng ước ao để sinh được một đứa con trai. Vì sinh được hai đứa con gái cho nên là mẹ chồng nàng dâu cũng khắc khẩu, chả ưng nhau chút nào. Tuy nhiên bố của chồng thì rất là tốt, sinh được hai đứa con gái thì ổng cũng rất là yêu thương. Tuy nhiên thì bà mẹ bà chẳng thích chút nào. Và người con dâu này cũng là một người tên Mùi cho nên là cũng cá tính. Và rồi thì hai vợ chồng tự nhiên lại tiếp tục có mang. Người vợ hết sức lo lắng bởi vì người con đến với họ nằm ngoài kế hoạch, tức là họ cũng không muốn. Và người vợ rất lo lắng sẽ là một đứa con gái nữa, cho nên khi thai được cỡ tuần một tháng thì người vợ cũng muốn đi bỏ thai. Người vợ cũng chưa chuẩn bị được tâm lý vì người con đến một cách hết sức là duyên phận. Và người vợ tìm đến thầy để nhờ thầy nhìn vào bàn tay xem đứa con là con trai hay là con gái. Thì thật là tuyệt vời, khi nhìn vào bàn tay thì thầy đã kể đầu đuôi câu chuyện cho người vợ này xem. Và mặc định rằng đừng phá cái thai nhi đi mà tội. Đây là một cái cậu con trai hết sức là khôi ngô và tuấn tú, là người mang đến cái tình yêu thương, cái mắt xích để đoàn kết gia đình. Mẹ chồng nàng dâu cũng như là chồng sẽ được thăng tiến, vợ cũng được hưởng cái phúc của nhà chồng. Và rồi thì mọi thứ đã diễn ra thật là tuyệt vời. Và 3 tháng sau, 2 tháng sau thì người vợ đi siêu âm. Và người vợ, bác sĩ đã có kết luận thai nhi là một người đàn ông, cậu con trai. Và cuối cùng thì sau 9 tháng 10 ngày ấp ủ, cậu con trai Tân Sửu 2021 đã chào đời với cân nặng 4 kg, hết sức tuyệt vời. Người chồng từ đó cũng được thăng tiến lên làm trưởng công an xã, còn người vợ thì cũng làm trưởng phòng nhân sự. Lúc này mẹ chồng hết sức vui mừng và mối quan hệ có thể nói là khắc khẩu của mẹ chồng nàng dâu bây giờ trở nên hết sức thân thiết. Bà trở nên yêu quý
cái đứa cháu đích tôn của bà, cũng như cải thiện cái mối quan hệ và cuộc sống đã trở lại cái sự hạnh phúc đủ đầy. Qua đó để chúng ta thấy được rằng nhìn vào bàn tay, chúng ta biết được số con cái mà trời cho là trai hay gái, người này sẽ đủ nết đủ tệ hay chỉ một mình nết và chỉ một mình tệ. Ý nói là toàn con gái hay là toàn con trai, hay là có gái có trai. Vạn sự tùy duyên, đức năng thắng số, vạn vật đến rồi vạn vật trôi đi. Mọi chúng ta gặp nhau đều là một cái duyên trên đường đời. Vì vậy mà với thầy, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, xa xa hàng vạn km lại gặp nhau. Ở cận bên nhau 5-7 mét cũng chưa bao giờ gặp được nhau. Cuộc đời là như vậy, mọi thứ nằm trong lòng bàn tay.